Xin tổng chào tất cả các bạn, em không chào được từng bạn thì mong tất cả các bạn thông cảm. Tiếp về cái mối quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc, đến cuối năm 1989 thì cuộc chiến ở biên giới phía Bắc giữa Việt Nam và Trung Quốc chấm dứt, và năm 1990 thì Việt Nam và Trung Quốc đã có một cái hiệp định và ở Thành Đô để mà bình thường hóa lại quan hệ Việt Nam Trung Quốc. Ở đây cái bọn bao que bao cảnh chúng nó lại nói là cái hội nghị Thành Đô đó để mà ký để Việt Nam bán cho Trung Quốc đó. Thì nên tất cả các bạn, tức là vào năm 2020 Việt Nam sẽ là một tỉnh của Trung Quốc, đúng không? Hiện nay đã đến chuẩn bị hết tháng 8 đến tháng 9 rồi, thì Việt Nam đã chuẩn bị cái gì trở thành một tỉnh của Trung Quốc chưa? Đấy, mấy thằng bao que bao cảnh coi như nó xuyên tạc đến mức độ như thế. Thì các bạn thấy không? Mà cái hội nghị Thành Đô đó là nguyên nhân tại sao khu họp ở Bắc Kinh mà lại chuyển về hội nghị Thành Đô, là cái do hồi đó Bắc Kinh đang chuẩn bị cái đại hội thể thao của thanh niên châu Á ở đó, cho nên là mới chuyển về Thành Đô họp. Mà trong khi đó cái hội nghị Thành Đô đó thì đã, tức là tổng cộng có 15 điểm, thì 14 điểm là nói về cái chuyện Việt Nam rút quân khỏi Campuchia. Mà sau này chính phủ Campuchia hiện tại người ta bảo là hai ông coi như là ngồi bàn về nước tôi, trên lưng của đất nước tôi đó. Cho nên là mới sắp sửa năm 2020 đấy, nhưng mà bọn chúng tổng cơ quan chúng tôi lại bảo là năm 2020 này là vì dịch, cho nên là Việt Nam có khả năng là sẽ giật lùi lại đến năm 2021 hay 2022. Cái kiểu gì chúng nó cũng nói được. Đấy. Nhưng có một cái vấn đề nữa ở đây tôi nói với tất cả các bạn, đất nước Việt Nam sau khi sau mà bình thường hóa quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc năm 1990 đấy, thì là các bạn thấy không, cái thời gian đó, cái khối năm 1990 thì khối Đông Âu và các nước xã hội chủ nghĩa tan rã, nước Việt Nam lại đứng trước một cái khó khăn vô cùng, đã khó khăn rồi, vô cùng khó khăn. Mỹ thì cấm vận, khối xã hội chủ nghĩa tan rã, Trung Quốc thì bắt đầu mới bình thường hóa quan hệ với Việt Nam. Các bạn thấy không, khó khăn không? Đất nước lại như là đứng giữa ngã ba đường, không biết như thế nào. Rồi xin mời các anh bổ sung. Mời bạn mới lên này. Rồi xin mời anh Kim Nguyễn. Alo, mọi người nghe mình nói không ạ? Rồi nghe. Mấy này tình thế giới có thấy chắc nhiều anh thấy cái vụ mà ở Belarus á, người ta biểu tình rầm rầm á, thì mình muốn nói ở đây nhắn nhủ cho một số bạn nào mà thích đi biểu tình thì cố gắng học cái nước đó mà làm cho nó đất nước mình nó tan rã cho nhanh. Thì bây giờ mình thấy là mấy anh ba que dạo này bắt chước nhau nhiều quá, cứ thấy rủ rê nhau, cứ tí đất nước có tí gì ra biểu tình. Mình nhắn gửi là các bác cứ nhìn đi, cứ coi cho nhiều vô, xem biểu tình coi đất nước Việt Nam mình trụ được trong 10 ngày không, hay là nó như thế nào, viễn cảnh nó như thế nào. Mình có coi cái clip hồi chiều nay có đăng, thấy coi bộ biểu tình có 5 ngày mà đất nước chắc xuống chắc cũng phải được 2-3 năm rồi đó, được phát triển chắc cũng thụt lùi 2-3 năm rồi đó. Được. Đúng là muốn đất nước mà phát triển thì đất nước phải yên bình, đúng không? Ổn định phải yên bình thì đất nước mới phát triển được, đúng không? Ổn định chính trị. Mà mình không hiểu sao mà ở trong nước có một chính phủ mà như vậy, mà ở bên nước ngoài bây giờ là đã thêm một chính phủ nào của ông Đằng gì đó, Trần Thanh Đằng, là thấy ba bốn chính phủ rồi mà không biết bây giờ giả sử như bây giờ mà cộng sản sụp đi thì không biết là mình ba ông đó ông nào về làm tổng thống nữa, tổng thún gì nữa không biết nữa. Ông Đào Minh Quân đã lên thành không, bây giờ không phải là tổng thống mà là đức quốc công rồi. Quốc công, đức quốc công là vua. Công. Nghe không, mình không biết tương lai mà 10 năm mà mấy ông này về dẫn dắt chắc có quốc công hết quá, móc bọc với quốc công hết quá. Chính phủ gì đâu mà lập ở trong một cái nhà nhỏ xíu tí bé như cái phòng ngủ của người ta mà dân chúng cứ đi vỗ tay không hiểu nổi. Chung là
cái chiêu bài để là lừa mì kiếm tiền thôi anh bạn ơi, chủ yếu là xin tiền là chủ yếu, mà không biết là xin ai nữa, chứ mình thấy là người dân ở bên hải ngoại nhiều người, người ta cũng rành quá rồi bạn, ta cũng hiểu vấn đề này quá rồi. Nhưng mà trong nước vẫn còn một số mà không không, để mình bổ sung một giây thôi, cái chính phủ của ông Đằng này lên là ông phục vụ cho đạo Công giáo, thành phần Công giáo, tại vì ông đặt kinh lên, cái tay lên cú kinh mà lên danh cha và con thiên thần này kia nọ, tôi là người sẽ phục vụ cho là những người Công giáo thôi, nó như thế rồi thôi, em chỉ bổ sung vậy thôi. Rồi xin mời Nam Phong. Thì trước tiên thì xin chào anh Bằng, anh Thanh và anh Bằng mới, rồi các anh chị em diễn đàn. Thì hôm nay chủ đề nó cũng không mới, nhưng mà cái này thì chúng ta nên thường xuyên để cho các bạn khác để hiểu thôi. Bởi vì cái mối quan hệ Việt Nam-Trung Quốc nó tồn tại suốt chiều dài lịch sử của dân tộc Việt Nam mình rồi, chứ không phải mới đây. Thì thời gian gần đây thì cái việc mà bài chung phò Mỹ nó nóng lên nhiều. Nó nóng lên. Thì cũng chính vì thế thì anh Bằng đã có cái diễn đàn và cái chủ đề hôm nay là cái mối quan hệ Việt Nam và Trung Quốc. Thì trước tiên thì mình, nếu mà nói về cái mối quan hệ Việt Nam Trung Quốc thì nó mình phải hiểu rõ về cái lịch sử, nhưng mà lịch sử nó rất là dài. Lãnh đạo của Đảng trong cái thời kỳ từ 75 đến năm 90, những cái năm mà đất nước ở cái dạng gọi là cùng cực của kinh tế đấy, đến cái giai đoạn anh Bằng nhớ là cái giai đoạn mà trực tiếp là đồng chí NVN phải lên radio giải quyết từng việc nhỏ cho dân, là cái ngày đó các bạn thấy cái đất nước cái báo nhân dân là... ngày nào cũng ra đồng chí ra ra đồng chí NVN là đồng chí là tôi nói với tất cả bạn, cái giai đoạn đó cực kỳ khó khăn, Mỹ thì cấm vận, Trung Quốc thì là vừa trải qua cuộc chiến đối với Trung Quốc năm 1990, hai nước bình thường bình thường hóa cái quan hệ ngoại giao giữa hai nước, mà khối đông âu và ở Liên Xô đang chuẩn bị tan rã. Tôi nói các bạn thì đất nước Việt Nam có như là một hòn đảo nằm, tức là cái giữa ngã ba đường, không biết như nào. Bây giờ mình chọn theo cái con đường nào, nhưng mà cuối cùng mình vẫn chọn theo cái con đường đi như là lời Bác Hồ dạy, đúng không? Cho nên tôi nói với tất cả các bạn, mình vượt được qua cái giai đoạn khó khăn đó mà đến bây giờ, mà những cái bạn nào mà quay lại và nhìn lại cái giai đoạn lịch sử đó mà nghĩ lại đến bây giờ, mình cảm thấy rung mình. Các bạn nhớ năm 1990, tôi thấy là đất nước Việt Nam như một hòn đảo, coi như một mình khối Đông Âu và Liên Xô tan rã, đúng không? Người ta lo cho nước người ta còn không lo được. Trung Quốc thì bắt đầu mình mới qua cuộc chiến, mới bình thường hóa quan hệ ngoại giao, Mỹ cấm vận toàn bộ, thì các bạn cảm thấy thế nào? Rất là khó. Cho nên là theo tôi nghĩ là cái cuộc chiến ấy, giữa Việt Nam và Trung Quốc nó kết thúc vào cuối năm 1989 ấy, thì lúc đó Đảng Cộng sản Trung Quốc và Việt Nam đã cũng đã nhìn nhận ra được cái vấn đề là khối Đông Âu rồi. Tôi nói với tất cả bạn thế. Cho nên lúc ấy phải chấm dứt chiến tranh, bình thường hóa quan hệ giữa hai nước, để mà hai bên hợp tác với nhau để phát triển kinh tế. Trung Quốc người ta cũng nghĩ được những điều đó, mà Việt Nam mình cũng nghĩ được những điều đó. Rồi ok, xin mời Nam Phong. Xin lỗi em có việc tí. Em xin chia sẻ tiếp về cái chủ đề hôm nay á. Thì cái luận điệu của các kẻ mà chống cộng cực đoan á thì luôn là Việt Nam phụ thuộc Trung Quốc, Đảng Cộng sản Việt Nam thì tay sai Trung Quốc. Thì cái này lịch sử nó chứng minh rồi, và hiện tại cũng vậy. Thì mình không có nói xa lịch sử thì nó quá dài đi, nói từ khi mà chúng ta thống nhất đất nước tới giờ thôi. Thời gian gần đây thì sau khi giải phóng năm 1975 thì hồi nãy các anh có phân tích rồi, miền Nam Việt Nam về kinh tế thì người Hoa, gốc Hoa người ta đã gọi như là người ta đã thâu tóm khoảng 80% kinh tế của miền Nam Việt Nam khi đó rồi. Thì khi giải phóng thì Đảng Cộng sản nhận ra được cái nguy cơ đó. Bởi vì sao? Khi mà nắm kinh tế
thì trước sau gì thì nó cũng sẽ ảnh hưởng đến chính trị và các cái vấn đề khác, văn hóa xã hội, vì kinh tế nó quyết định tất cả mà. Cho nên Đảng Cộng sản sau 3 năm thì chúng ta đã thực hiện cái việc quốc hữu hóa, và 1 triệu tư bản của người Hoa đó là giống như là bị đuổi về nước. Mình nói từ đuổi thì nghe nó hơi hơi nặng, nhưng mà bị trở ngược về cái đất mẹ của họ đó. Và mình quốc hữu hóa 30.000 cái doanh nghiệp người Hoa. Các bạn nên nhớ 30.000 doanh nghiệp hồi đó không phải là một con số nhỏ đâu nha. Bởi vì Cộng sản Việt Nam nhận thấy nguy cơ nếu cứ để tiếp tục người Hoa người ta nắm kinh tế, người ta lớn mạnh, thì trước sau gì thì họ cũng là cái con bài để Trung Quốc tiếp tục đánh phá Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam thừa hiểu điều đó, cho nên mới có cái việc là 1 triệu người Hoa phải về nước đó, và quốc hữu hóa 30.000 cái doanh nghiệp lớn nhỏ của người Hoa ở miền Nam. Từng đó đã chứng minh Đảng Cộng sản Việt Nam không bao giờ phụ thuộc Trung Quốc. Và cuộc chiến chống lại quân Trung Quốc năm 1979 càng thể hiện được Cộng sản Việt Nam có phụ thuộc, có là tay sai của Trung Quốc hay không. Lịch sử nó đã chứng minh rất là rõ ràng. Nhưng mà tại sao cái luận điệu của mấy ông lúc nào cũng xuyên tạc Cộng sản phụ thuộc Trung Quốc, là tay sai Trung Quốc, là tay sai Tàu Cộng. Cái bài học, cái miệng lưỡi tấn công nó ra rả gì đó. Không hiểu các ông có hiểu gì về lịch sử không? Có hiểu gì về con người Việt Nam? Từ xa xưa chúng ta, cái dân tộc Việt Nam chưa bao giờ phụ thuộc Trung Quốc. Kể cả 1.000 năm đô hộ cũng không thể đồng hóa được dân tộc Việt. Đó. Và đến bây giờ dân tộc chúng ta cũng là dân tộc Việt. Chúng ta có ảnh hưởng một ít về cái việc văn hóa với người Trung Quốc. Nhưng mà nhìn trên thế giới, người ta vẫn phân biệt được đâu là người Việt và đâu là người Trung Quốc. Kể cả ở Việt Nam mình cũng vậy. Vô cái nhà của người Hoa với cái nhà của người Việt Nam là khác nhau liền. Nhìn là biết. Nó không có lẫn lộn. Chỉ có một vài cái nét văn hóa nó có sự giao thoa, và chúng ta, cái dân tộc Việt Nam là dân tộc dễ tiếp nhận tinh túy, những cái tinh hoa văn hóa của các nước khác. Mình không riêng của Trung Quốc đâu, rồi của Ấn Độ, rồi của các nước Hồi giáo ở miền Tây này là cũng có nhiều cái nét văn hóa của những cái nước đó. Rồi bây giờ cái văn hóa phương Tây rất là nhiều. Quần áo chúng ta đang mặc cũng là của người phương Tây. Đó, Việt Nam mình luôn tiếp thu và có chọn lọc. Đó, người ta gọi là hòa nhập không hòa tan là vậy. 4.000 năm dân tộc Việt vẫn là dân tộc Việt. Chúng ta có chữ viết riêng, có tiếng nói riêng, và chúng ta khác hoàn toàn với tất cả các dân tộc khác trên thế giới. Các bạn cứ nhìn đi, như người châu Âu chúng ta có khó phân biệt được đâu là Đức, đâu là Pháp, đâu là Anh. Rồi ở Đông Nam Á này cũng vậy nè, chúng ta khó phân biệt được đâu là Lào, đâu là Campuchia. Nếu không nghe, không nhìn thấy, chỉ nhìn nó ăn mặc thôi là chúng ta rất khó phân biệt. Nhìn cái màu da cũng vậy, rồi nhìn nhiều cái nét văn hóa khác. Nhưng mà Việt Nam nhìn là biết. Và Trung Quốc với lại Nhật Bản, Hàn Quốc cũng rất khó phân biệt. Chỉ có Việt Nam là một cái dân tộc hoàn toàn khác những cái dân tộc khác. Bởi vì chúng ta luôn biết giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Không bao giờ phụ thuộc, không bao giờ gọi là bị đồng hóa giống như là những cái dân tộc khác, nên là chúng ta vẫn giữ được tới ngày hôm nay. Thì cái miệng lưỡi của các vị là cứ suốt ngày ra rã là Việt Nam là tay sai, là nô lệ, là hán nô gì đó, là nghe rất là buồn cười. Bản thân các vị cũng là người Việt Nam, các vị nói tiếng Việt thì các vị mang trong mình dòng máu Việt, nhưng mà các vị luôn nghĩ xấu về người Việt, về đất nước Việt Nam. Các vị có xứng đáng là người Việt Nam hay không? Xứng đáng mang trong mình cái dòng máu Việt Nam hay không? Chưa kể như anh bạn nãy Kim Nguyễn nói là các vị luôn muốn cái đất nước này nó xào xáo, biểu tình,
Nó giống như cái giọng điệu của Ben Đi Trương Tân Thái, lúc nào cũng phải kêu gọi biểu tình, biểu tình để Việt Nam giống như Iraq thì chúng nó mới thỏa mãn, đúng không ạ? Nên là ở đây chúng ta lên đây phản biện những cái lượng điều đó để cho các bạn trẻ và những người chưa hiểu hiểu hơn, hiểu rõ hơn về đất nước mình, dân tộc mình và cái đường lối chính sách của đảng nhà nước hiện nay đối với các nước lớn như thế nào, và đặc biệt là Trung Quốc. Chúng ta ai cũng biết Trung Quốc là kẻ thù ngàn năm với Việt Nam mình, nhưng mà hiện tại chúng ta không thể nhìn vô cái thù hằn đó mà chúng ta bế quan tỏ cản với họ được. Chúng ta phải làm ăn. Các đời vua chúa cách đây hàng ngàn năm họ đã có cái nhìn hơn các cái vị ba que ba sọc rồi, họ vẫn bị Trung Quốc đô hộ, nhưng mà họ khi mà thống nhất họ vẫn làm ăn, vẫn ban giao, vẫn làm ăn buôn bán với Trung Quốc, và họ nhìn thấy được tiềm năng ở đó để xây dựng một cái đất nước Việt Nam hùng mạnh hơn. Chỉ có hùng mạnh thì bọn nó mới không có cơ hội, không có nhiều cơ hội để hiếp đáp mình. Còn nếu mà mình nghèo, yếu thì chắc chắn sẽ bị phụ thuộc thôi. Không có lý do gì không phụ thuộc. Nên việc Đảng Cộng sản đang làm là một đường lối đúng đắn, chính xác, và là người dân tôi ủng hộ cái đường lối hiện tại của đảng nhà nước chúng ta. Nên chẳng có lý do gì các ông xuyên tạc bịa đặt để cái dân tộc này nó lại trở về cái thời kỳ cách đây mấy chục năm đấu đá rồi chia chết chóc, rồi các vị muốn thấy cái cảnh đau thương đó, nhưng mà dân tộc Việt Nam không ai muốn nhìn thấy, bởi vì Việt Nam chúng ta là một cái dân tộc đã quá hiểu về chiến tranh, về chết chóc, về đau thương, cho nên chúng ta là cái dân tộc yêu chuộng hòa bình, đặc biệt yêu chuộng hòa bình. Khi trải qua nhiều thì chúng ta mới cảm nhận được hòa bình nó giá trị như thế nào. Đó. Còn cái bọn nó chống phá thì mục đích của nó là về chính trị hết, hoặc là về tiền, vì tiền. Lên nó lên đây ăn, lên đây nói, lên đây chửi là vì miếng cơm. Còn người dân Việt Nam là vì kinh tế, vì hòa bình, độc lập, ổn định. Và chúng ta sống có trách nhiệm với tổ quốc, với dân tộc, và thực hiện đúng là người dân Việt Nam. Vậy thôi. Và bản thân tôi cũng vậy. Tôi là người dân mà tôi có chút xíu cái gọi là hiểu biết thì tôi lên đây, tôi phản biện. Tôi thấy diễn đàn này rất là hay và tôi tham gia. Mặc dù ở Việt Nam mình hiện tại cũng có nhiều diễn đàn, nhưng mà những diễn đàn kia tôi thấy nó ô hợp, tôi không muốn tham gia thôi. Và tôi lên đây tham gia với diễn đàn của anh Bằng là Đê Ba Quy đó. Mấy nay mà em có là lia qua mấy cái diễn đàn Ba Que á, nó đang xuyên tạc cái vụ mà Blue Zone, cái cài đặt Blue Zone với lại cái thẻ căn cước mà gắn chip á. Gắn chip. Nó bảo là làm như thế là giống như là cai trị người dân rồi hả, coi như là quản lý người dân này nọ đó. Nên cái vụ này em cũng mong là mấy anh em chia sẻ nhiều, nói nhiều vấn đề này cho mọi người đều hiểu rõ vấn đề này. Rồi, Nam Phong có hiểu về cái vấn đề mình cài đặt một cái zone 1, 2 là sắp sửa mình ở Bộ Công an đang kiến nghị chính phủ, tức là mình đổi cái thẻ căn cước công dân, tức là nó có cái mà cái chip ấy. Đấy, thì nếu mà Nam Phong hiểu nhưng mà Nam Phong trả lời. Nhưng mà thấy lạ là thế này nè, ở thế giới người ta cũng có cái vụ mà nhận diện khuôn mặt, là mấy cái đó là thế giới người ta cũng đã làm trước Việt Nam rồi để quản lý công dân, chứ đâu có phải là cái này là nó lạ đâu, nó cũng đã nó phổ biến khắp thế giới rồi, và không có nước nào trên thế giới này mà không quản lý công dân của người ta hết. Thời đại này bây giờ đúng, nước nào nó cũng phải làm theo cái đó thôi. Rồi, Nam Phong am hiểu, Nam Phong trả lời đi. Em xin tiếp tục cái vấn đề này. Thì Blue Zone thì đương nhiên khi chúng ta tìm hiểu cái phần mềm này thì nó đặc biệt là trong phòng chống dịch Covid và phát hiện những cái người F1, F2, F3 thì nó hiệu quả.
thì tại sao lại chúng nó lại đánh phá, lại xuyên tạc, là vì mục đích cuối cùng thôi, có nghĩa là không muốn Việt Nam yên ổn. Việt Nam mà ít người bệnh chết, ít người mắc Covid, ít người chết là chúng nó nóng ruột lắm, lúc nào cũng phải muốn chết nhiều 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 hơn, khi đó đất nước mới 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 dễ loạn lạc, mới dễ xuyên tạc, đúng không? Cho nên khi mà viết ra một cái phần mềm đó thì muốn người dân không xài thì nó phải xuyên tạc đó, xuyên tạc để người dân không xài. Mà cái rõ ràng phần mềm đó khi chúng ta xài là nó sẽ đem lại cái hiệu quả rất tích cực trong cái việc phòng chống dịch Covid. Mình mới giải thích một cách đơn giản như thế này. Ở Việt Nam có khoảng độ 70% sử dụng điện thoại thông minh. Nói chung bây giờ người ta sử dụng điện thoại thông minh hết, chứ không ai sử dụng, ít ai sử dụng cùi bắp lắm. Thì cái phần mềm này mình nói rất dễ hiểu là nó có tác dụng như thế này. Ví dụ hàng ngày mình cầm điện thoại đi, mình tiếp xúc với rất nhiều người, đúng không? Rất nhiều người. Nhưng ví dụ như trường hợp Nam Phong bị F1, thì khi bị phát hiện ra F1 nhá, thì là mình, thì cái phần mềm đó nó sẽ báo lại cho mình là hiện nay mình đã tiếp xúc với F1 và mình có cách phòng trừ của mình để giải thích một cách rất dễ hiểu thế thôi. Còn lại cái bọn kia ấy, thì nó lại chống phá theo kiểu này, nó bảo là cái phần mềm này sẽ bị lộ cái mà tin tức về cá nhân. Thì tôi nói với bạn, phần mềm này do người Việt Nam viết, và chính phủ mình và những người viết phần mềm người ta khẳng định không bao giờ người ta làm lộ cái tin tức cá nhân. Đó là cái mình phản biện lại cái luận điệu xuyên tạc của bọn bảo vệ đấy. Cái phần thứ hai là sắp sửa mình làm cái căn cước công dân ấy, mà gắn cái chip điện tử ở trên cái căn cước công dân đó. Thì ở nước, ở như cái bạn trẻ cũng vừa nói, ở nước ngoài người ta làm lâu rồi, đúng không? Cho nên Việt Nam hiện nay mới bắt đầu mình muốn quản lý công dân tốt về tất cả các mặt, không phải là quản lý công dân nữa. Và ví dụ như là những người công dân về nhóm máu như này ABCDGZ nọ kia, thì bây giờ người ta chỉ cần có cái chip đấy, người ta sẽ biết hết người đó là như thế nào, đúng không? Về vấn đề sức khỏe, về cư trú, về như thế này khác. Thì hiện nay cái công nghệ thông tin càng ngày nó càng phát triển, thì mình phải áp dụng những cái đó để mà quản lý nhân khẩu. Ví dụ như trước kia là cái chứng căn cước, cái thời gian bao cấp, mình không biết thời gian ở trong Việt Nam như nào. Cái thời gian bao cấp thì tải căn cước nó giấy, đúng không? Cái giấy mà trong đó ấy á, như văn thanh viên không hả biết. Sau rồi mình tiến lên chứng minh thư, rồi mình tiến lên gọi là cái thẻ căn cước công dân, và bây giờ mình gắn chứ tử. Nó chẳng qua là nó càng ngày nó càng hiện đại hóa lên, và mình áp dụng cái công nghệ thông tin có thế thôi. Chứ còn bọn ba quay ba cảm thì cứ thấy cái gì mới của Việt Nam là chúng nó xuyên tạc, ông bảo ta cứ tin tưởng hết. Ok, xin mời Kim Nguyễn. Em thì coi, nói chung là coi các diễn đàn của mấy anh cũng nhiều, nhưng mà cũng thường xuyên lia qua cập nhật lia mấy chú ba que nói cái gì mình về mình bàn lại, mình tỉa lại. Thì cũng mong là dịp này anh Bằng cùng nhiều anh em thì cố gắng mình chia ra, mình coi mình xem bên kia ta nói gì rồi mình về nghiên cứu lại. Chứ em thấy là dạo này tụi nó đăng đàn, tụi nó chửi ghê quá. Đúng rồi, dạo các này cái mật độ xuyên tạc nó nhiều hơn được trước. Thời gian cũng như nó coi ra nó chửi không còn cái gì mà không chỉ chịu nổi luôn, nhiều khi mà tức lắm luôn á. Thực tế ra là như này, tôi nói với tất cả các bạn này, bây giờ mình là những người am hiểu mà hiểu biết, mình đọc những cái sau đó mình về mình phân tích mình hiểu. Tại sao như cái luật an ninh mạng có rồi, một số bạn thắc mắc tại sao Việt Nam không chặn những cái trang của phản động đi, kênh YouTube hoặc Facebook của bọn phản động đi. Nhưng mà các bạn ơi, chúng nó xuyên tạc thì nói chung nó có một cái lời lẽ rất là ngu ngơ, mà chỉ những người nào nó quá không hiểu biết thì người ta mới nghe theo thôi. Thế các bạn thấy nhiều khi mình vào mình nghe mình toàn có cười khẩy không, thì cái độ ngu của chúng nó và độ xuyên tạc của chúng nó quá đấy. Đây có cái thằng Simex ở đây nó bảo là năm 2005 thì vẫn giờ hiện nay vẫn cứ còn nói năm 2020 là Việt Nam sáng lập ở Trung Quốc đấy, muốn lúc mua đỏ bò đỏ à. Thứ hai là chúng mày đã lĩnh được ba cổ chưa. Cái độ ngu nói thế thì thôi, người dân người ta mẹ thừa hiểu biết rồi, anh em chúng mình lên đây cũng tức là chỉ vì cái gọi là tình yêu quê hương đất nước, hoặc là mình muốn bảo vệ cái chế độ hiện nay do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo thôi đấy. Chứ còn bây giờ giả sử có trả ba tủ thì mình cũng không lấy. Và thứ hai là ví dụ lên đây mình nói một cái gì xuyên tạc
thì có khả năng mình vẫn bị phạt theo cái luật an ninh mạng như thường, mình vẫn chấp nhận. Chứ còn bây giờ mình lên đây có ông công an nào, chính quyền nào có lên hướng dẫn và anh phải lên nói thế này hoặc ông phải xấu phải lên như thế này thì khác đâu, đúng không? 3 triệu anh trả 3 triệu lương thế. Giọng giọng chính là cái nó để làm cho những người dân bình thường người ta biết được. Ba cũ. Ba cũ mà em nói ở trên thành phố, em đang ở thành phố này mà ba cũ không biết sống sao. Nên là chúng nó càng xuyên tạc cái chuyện. Rồi ok mời Phong. Dạ, thì nói cái vấn đề mà Bò Đỏ với lại dư luận viên ba cũ á, thì thật ra thì mình có thể thấy là bây giờ cái tạm chia là hai phe đi ha, mình đỏ còn mình kia vàng. Ở đây không có chung, chắc là không có ai nằm giữa đâu. Bây giờ mình chỉ đang nói là các bạn thấy bò thì chiếm số lượng lớn nhất vẫn là bò vàng. Các bạn cứ đi vòng vòng các nước trên thế giới coi bò màu gì nhiều nhất. Rồi có màu xám, màu đen, chứ không có bò đỏ hình như hiếm bò đâu. Bây giờ này, không thử nghĩa này. bạn hỏi là tại đây là tôi sẽ đưa lên các bạn này. Đấy. Tại sao ở Việt Nam có từ dân oan? Bởi vì Đảng Cộng sản Việt Nam là một đảng cướp. Đấy. Đấy, tôi nói với bạn như này. Xin nói luôn anh. Đó đấy, xin mời Đồng Hương cảm ơn. À, cái vụ mà dân oan này nè, thì thời gian gần đây nó rất là nhiều lắm, mà chủ yếu là dính vào liên quan đến đất đai á. Đất đai là chiếm số lượng đông. Ngoài ra còn một số cái vấn đề khác, giống như là mẹ Hồ Duy Hải chẳng hạn, cũng liệt vô cái dạng dân oan. Mà nói đến đất đai đó thì những năm gần đây thì các bạn biết là cái việc mà tranh chấp đất nó xảy ra nhiều, mà cái giải quyết cái việc tranh chấp đất thì nó rất là khó, bởi vì nó là dân sự mà chúng ta giải quyết bên này không được thì bên kia kiện, thành ra là kéo dài nhiều. Thì các cái đối tượng mà dân chủ á, đặc biệt các bạn thấy những người mà gọi là dân oan là bao giờ theo sau cũng có một cái đám dân chủ cụ nó theo, nó hỗ trợ. Và các bạn thấy lên Facebook rất nhiều dân oan này khóc lóc kêu la, nhưng mà đất đai thì ở đâu vậy, có sổ đỏ, có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhưng mà tôi chưa thấy ông dân oan, bà dân oan nào mà trưng ra được quyền sổ đỏ ở đất đây là đất của tôi, tên tôi, rồi ai xâm ai chiếm, ai không đền bù, không có, toàn chỉ có khóc lóc. Mà các bạn thấy tôi coi cái clip để nó nói thêm cái clip này nè, có một cái clip mà một cái bà cụ rất là già, chắc phải khoảng 80 tám mấy tuổi rồi, khóc lóc ở trước cái văn phòng chính phủ ngoài Hà Nội á, là clip đó khoảng 2-3 năm gì đó, khóc mới đầu coi á, thật sự bà già là bà khóc vô cùng chuyên nghiệp, không ai nhận ra đâu, nhưng mà các vị có coi hết clip mới thấy, khi khóc tới cái đoạn khoảng 2-3 phút thì bắt đầu mới khều khều cái người phụ nữ quay đang ghi hình á, là có khóc nữa không, lấy cái nón che lại hỏi có khóc nữa không, khóc đủ chưa, đó đi rồi đó. Rồi hết clip đó tôi coi và tôi vô cùng ngạc nhiên, không hiểu là cái đẳng cấp của họ, của những cái kẻ gọi là dân oan này nó khủng khiếp như thế nào. Nếu mà được qua Hollywood đóng phim ha, là chắc là giải Oscar không thể thoát được với cái bà già này, bởi vì diễn hay quá, bà khóc một phát đó, dân oan đó. Bây giờ tự nhiên mỗi lần nghe cái từ dân oan mình nổi da gà, khủng khiếp, không ai đào tạo hết mà khóc một cách gọi là nó đạt đến mức độ mình mới đầu coi mình thấy cũng thấy cũng siêu lòng nha, nhưng mà đến cuối clip là nó lộ ra cái bản chất. Rồi có những cái clip đi dân ngoan đi xong rồi vô thì có một cái ả nói phụ nữ chia tiền mỗi người 500.000 chia cho từng người tham gia, các bạn thấy không? Và khi bao giờ vậy, cái từ dân ngoan này nó gắn với cái đám dân chủ cụi ở Việt Nam. Mẹ Hồ Duy Hải các bạn thấy đó, Hằng Ngày Hà Báo, Trương Châu Hữu Danh, nó không hề liên quan gì hết, không cục thịt, không thân thích, nhưng mà bả đi đâu nó đi theo đó. Các bạn cứ để ý coi, chỗ nào cũng có hết, thậm chí đi chụp ngoại cảnh, đi quay
phải lấy dùng playcam mới chịu nha. Quay từ trên xuống dưới rất là đẹp, nằm ngoài cánh đồng đó các bạn thấy những cái tấm hình không? Lên xe ngồi cười hí ha hí hửng, nhưng mà khi ra cánh đồng quay cũng cái áo màu, cái áo mà cái áo hoa hoa của bà mặc á, ngồi trên xe 7 chỗ, thằng Trương Châu Huy Anh chở và đứa con gái, một cái bà mập mập với một thằng nữa. Ra cánh đồng thì lúc đó bắt đầu mới ôm ngực nằm xuống là quay playcam từ trên cao. Với góc cảnh rất là đẹp. Quay xuống là đang nằm ôm ngực. Chắc hồi nãy cười nhiều quá giờ tức ngực á. Cái lúc mà trên xe á, thấy có hai cái hình đó. Cách đây và chia sẻ cách đây 2-3 tháng lấy đó. Nó dân ngoan mà nó khủng khiếp tới mức độ nó chỉ biệt được những cái kẻ không có cái đầu. Những kẻ mà nó gọi là, người ta nói gọi là thông não, não, não. Chúng ta cứ nghĩ cái thông như cái ống cống mà nó bị nghẹt á thì chúng ta thông đúng không? Còn não mà nó không có gì trong đó thì thông bằng cái gì? Thì những cái kẻ mà đang comment dưới này là cái não nó không có gì trong đó, thông không có được. Tại vì chúng ta lên đây thông nhiều rồi mà có đứa nào nó hiểu đâu. Cho nên là lên đây comment là cái quyền của các vị. Nhưng mà các vị comment hoặc các vị nói như thế nào để người khác, người ta đánh giá cao các vị là có trình độ, có hiểu biết. Chứ đừng để người ta cười, người ta nghĩ các vị là mới tốt nghiệp tiểu học hoặc là hồi nhỏ đi học và trường cháy cô giáo chết gì đó, hay là thất học. Nhớ nha các vị, cũng là con người, cũng đi ăn học như người ta, tại sao người ta có hiểu biết bằng các vị thì những cái comment của các vị đọc buồn cười lắm, thậm chí không muốn trả lời. Trả lời mệt lắm, tại có hiểu gì đâu mà trả lời. Giờ có nói nè, khi mà cái nhận thức nó hình thành thì nó phải một cái quá trình rất là dài. Đó, như nhận thức của mấy người này là từ gia đình rồi học hành, biết rồi đó học sao. Đó thì nó phải hình thành hàng chục năm, thậm chí vài chục năm nó mới có cái nhận thức đúng. Còn bây giờ mình nói vài ba câu thì thậm chí mình đập, mình chửi lên đầu cũng không bao giờ nhận thức được, đâu có thay đổi được. Nói thì vậy thôi, chứ mà để mà thay đổi được cái nhận thức của những cái kẻ này thì rất là khó. Bởi vì nhận thức nó hình thành hàng chục năm thì mình phải mất ít nhất phải nửa thời gian đó, phải nhồi, lúc nào phải nhồi vô đầu đó, thì nó, may ra nó mới thay đổi được. Cứ mở miệng nói Việt Nam nhồi sọ Đảng Cộng sản, nhồi sọ những cái người giống mình, bị Đảng Cộng sản nhồi sọ. Nhồi đâu, cũng đi học một ngày hai buổi ngày xưa, bây giờ ngồi hai buổi, xưa ngày một buổi, tới trường rồi về nhà. Nhồi ở đâu, ai cũng như ai thì nhồi ai. Tại sao tôi nhồi được, còn các vị đó không đi học hay sao mà không bị nhồi, đúng không? Cứ mở miệng ra là cộng sản nhồi sọ nè, bò đỏ nè, dư luận viên ba cũ nè. Tôi xin nói luôn nè, cha ông chúng tôi sẽ dọc Trường Sơn đi cứu nước, không cần bất cứ một đồng lương nào. Các vị nên nhớ, lính Việt Nam Cộng Hòa đi lính là nuôi cả gia đình. Đó, cứ so đi, cha ông chúng tôi không cần bất cứ đồng lương nào, sẵn sàng hy sinh tính mạng để thực hiện cái ước mơ thống nhất đất nước. Có cụ nào không? Thì bây giờ tôi thế hệ con cháu, thậm chí bây giờ nhà nước mà có cho tôi 3 cụ, 5, 7 cụ tôi cũng không nhận. Tôi làm ban đêm tôi mới rảnh tôi lên đây, ban ngày tôi làm, tôi sống, tôi nuôi gia đình, nuôi vợ con. Cần gì để 3 cụ của tôi lên đây? Thử các vị, cho các vị ba cũ các vị lên đó, các vị nói được không? Các vị há miệng ra câu nào, người ta chửi câu đó. Các vị nào lên đi, thử lên đi, bây giờ lên tranh luận đi. Tôi sẵn sàng trả ba cũ liền đó, một buổi thôi. Có há miệng ra nói được không?